Chị cái chị này nè, cho phát biểu cho bà con ở dưới một cái nữa đi. Rồi rồi, bây giờ ở đây ở đâu đây, nói cho bà con ở dưới Đồng Tháp. Tại đây em đang ở Thành Phước, là em cảm ơn nhà hỗ trợ đã hỗ trợ cho chúng em thời gian này, cảm ơn rất nhiều. Hiện giờ đang ở đây, đang ở đâu? Đang ở Thành Phước à. Thành Phước, xã Tân Nguyên, Bình Dương. Rồi bây giờ ví dụ nhận quà được có cái cảm nhận gì với đối với cho gạo cho đồ đồ cho bà con ta, là cái gì nói có cảm nhận gì không? Được rất là vui mừng à. Cảm ơn nhiều. Chắc bà con ở đây chắc cũng mừng lắm ha chị. Bà con ở đây cũng mừng lắm. Rồi vậy rồi rồi vậy chị tiếp làm đi. Hiện giờ cũng khoảng 6:05, giờ đang chắc đồ xuống hai cả nhà. Anh em giờ đang đi tới cái điểm cuối cùng. Đang cho quà ở đây ạ. Ngay chỗ này, ngay cái đường đi mà cũng không có người ta đi, giờ chắc đồ ra vài đường luôn rồi nè. Mình muốn bây giờ mình đang còn cũng cỡ 20 bó bự luôn, 20 á, cỡ đó. Cái phần này là cỡ 300 phần, 200 mấy gì á. Đó đem đồ xuống hết luôn đi chị ơi. Phai cao đó. Bỏ ở đâu đằng kia đi chứ gì vậy? Bỏ đây nè, bỏ cái gốc này hả nữa mình lấy. Rồi vậy thôi, kết thúc video đây cả nhà.